Hôm nay, hàng trăm nghìn học sinh từ khối 2 trở lên của tỉnh Hưng Yên đã tự trường, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Trước đó, học sinh khối lớp 1 đã tự trường cách đây một tuần. 7 giờ sáng, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Kim Động, học sinh và giáo viên đã có mặt đông đủ. Năm học 2024-2025, nhà trường có hơn 800 học sinh với quy mô 44 lớp học ở cả hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Là một trường liên cấp nên trong ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh đầu cấp trung học cơ sở cũng không cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ vì vẫn học tập ở môi trường quen thuộc. Hân hoan, vui vẻ và tràn đầy hy vọng khi được gặp lại thầy cô bạn bè cùng đồng hành bước vào năm học mới là tâm trạng chung của các em. Hôm nay thì em cảm thấy rất là hân hoan và háo hức. Em rất là mong chờ cho đến năm học mới. Em mong là năm học mới thì em sẽ có thành tích tốt hơn, học tập chăm chỉ hơn và em hy vọng tất cả các bạn học sinh trong trường cũng như vậy. Năm nào cũng vậy, mỗi lần tự trường được đón các con quay trở lại sau 3 tháng nghỉ hè thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là vui, rất là hồi hộp và háo hức. Nhà trường cũng như là mỗi thầy cô cũng đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chào đón các con, để mong đợi một năm học mới thật là nhiều thành công và thắng lợi. Trong buổi tự trường, học sinh sẽ nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm, sách vở, đồ dùng học tập, được nghe phổ biến, triển khai các nội dung của năm học mới, cũng như các nội quy, quy định của trường, của lớp, bầu ban cán sự lớp và triển khai một số nội dung chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhà trường cũng huy động giáo viên và học sinh tổng vệ sinh trường lớp, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tất cả đều hướng đến tổ chức buổi tự trường với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tạo khí thế phấn khởi, thân thiện, tự tin đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp. Ngày tự trường của chúng tôi cũng được tổ chức trên cái tinh thần đó là vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Cũng trong cái ngày tự trường này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số những cái công việc để chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới, để làm sao có được một cái lễ khai giảng năm học mới thật là ấn tượng và giàu cảm xúc. Ngày 5 tháng 9, tất cả các trường học trên toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Dự kiến năm học này, tỉnh Hưng Yên sẽ đón hơn 340.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến trường.